Hello các bạn, hôm nay mình đang ở nhà một anh đại gia kinh khủng luôn, giàu không thể tưởng tượng nổi. Các bạn phía biết đây dưới hàng rào hay không? Toàn bằng nhôm đúc, bờ rào, diện tích rất là lớn. Đây là một cái tòa lâu đài. Mình hôm nay định có mặt nhà ông anh để tí nữa xuống làm vai anh Tiger. Mình đứng là đang thi công công trình, mình đang view cho các bạn. View cho các bạn biết. Anh em nào mà có nhu cầu mà về đây và tham quan khu cái nhà này thì không thể chịu nổi. Cực đẹp, rất là kinh khủng. Đây là một trong những nhà tỷ phú kinh khủng. Ra mấy mặt rau đây nhà anh ta. Mà giờ đang để chiếc Innova 250 triệu. Chơi vậy. Đây là những cái trần mình đang đứng ở tại đang ở trên cao, rất là kiên cố. Khi hoàn thiện cái nhà này tương đương rất là tốn kém các bạn ơi. Đây là thang máy. Đây là những bằng gỗ điêu khắc, gỗ lim các bạn. Gỗ là nhìn những tấm gỗ rất là hoành tráng. Gỗ lim gõ. Điêu khắc rất là kinh khủng, họa tiết rất là chi tiết. Kia là trước mắt ta là gốc xoài kinh khủng các bạn. Gốc xoài to mà nhà cũng to. Mình đang ở một cái khu vực tại Nhơn Trạch,